Sáng ngày 14 tháng 11, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm chúc mừng cán bộ, giảng viên, nhân viên Học viện Quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2024. Trong không khí thân tình, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục của Học viện Quốc phòng, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện thời gian qua, nhất là trong công tác huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, biểu dương Học viện đã triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục, đào tạo, hoàn thành tốt chương trình đào tạo cho cán bộ các cấp trong và ngoài quân đội. Đồng thời, quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương dạy thực chất, học thực chất, thi kiểm tra đánh giá kết quả thực chất và phương châm chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Tích cực đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, chủ động sáng tạo trong xây dựng kế hoạch giảng bài, tích cực cập nhật thông tin mới, bám sát thực tiễn, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực hành, vận dụng phương pháp giảng dạy hiện đại phù hợp với từng đối tượng. Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, thời gian tới, Học viện Quốc phòng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược về giáo dục đào tạo, phát huy năng lực toàn diện, kết hợp giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đồng thời, cần quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo vừa có tâm, có tầm, luôn nêu cao tinh thần tìm tòi, học hỏi, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo đối với từng đối tượng. Cùng với đó, Học viện Quốc phòng cần chú trọng làm tốt hơn nữa hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo, đẩy mạnh xây dựng nhà trường thông minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của quân đội và quốc gia. Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn, tâm huyết, trách nhiệm, Học viện Quốc phòng sẽ không ngừng đổi mới, phát triển mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.